kể từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó sẽ bổ sung đối tượng người có công và thân nhân được hưởng chính sách. Tại khoản 2 điều 3 đã làm rõ thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con gồm con đẻ, con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ khoản 10 điều 16 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và bảo hiểm y tế. Cũng theo pháp lệnh mới, mức trợ cấp hàng tháng của bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được nâng lên gấp 3 lần so với mức chuẩn trợ cấp hiện nay.